Sáng nay, Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2022, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm cụ thể hóa 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2022, huyện đã kết nạp được 217 đảng viên, vượt 31,5% kế hoạch, thành lập được 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 300% kế hoạch. Yên Mô là đơn vị đầu tiên của tỉnh triển khai thí điểm về sổ tay đảng viên điện tử. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện kịp thời, tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bên cạnh đó đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 trên 12 chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Văn Tuất ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Huyện ủy Yên Mô đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2022, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh. Lưu ý những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Mô tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tập trung lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 18 đã ban hành, chú trọng việc đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội để kịp thời phân tích, điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chỉ đạo sâu sát quyết liệt để xã Yên Lâm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hai xã Yên Nhân và Yên Thái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 14 thôn xóm được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tạo tiền đề phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, Huyện ủy Yên Mô đã tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2022.